Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Mình là Tamara. Thì hôm nay mình sẽ mở ra được một cuộc thi, đó chính là cuộc thi thử thách sinh tồn. Nhưng đụng lên toàn bộ đất cỏ là chết. Và cuộc thi này mình mở dành cho team của mình để xem coi ai là người chiến thắng. Và mục tiêu của bọn mình sẽ là tìm ra kim cương. Mọi người có thể bỏ phiếu lúc đầu, 1 trong 5 thành viên mọi người sẽ đoán ai là người chiến thắng nha. Những cái lốc mà đụng lên sẽ chết. Đây, thứ nhất là đất đường đi, thứ hai là lốc cỏ, thứ ba là đất boson, thứ tư là đất thô và thứ cuối cùng là đất ruộng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách để xem coi 1 trong 5 thành viên ai sẽ là người chiến thắng nha mọi người. Ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký và nhấn nút like để mình có thể có động lực để tiếp tục ra video. Nếu như tập này được 150 like và 30 share, mình sẽ làm hẳn luôn phần thử thách Minecraft sinh tồn tiếp theo. Ok, chúng ta bắt đầu video nè. Ok, bây giờ nguyên một team mình sẽ bắt đầu thử thách sinh tồn dặm trên lớp cỏ là chết để xem có ai là chiến thắng. Và mình sẽ khóa ở chế độ khó nha mọi người. Ok, bắt đầu vô nè anh em, chia năm hướng nha. 1 2 rồi, thằng kia đi, mới 2 ở đây rồi. Má mấy này sung quá anh em ơi. Dĩ mấy này non, anh toàn thắng chắc. Mình phải hạn chế đụng lớp cỏ anh em à. Cái đuôi nhanh bật auto jump. À, tự động nhảy hả? Ừ, nhưng mà đụng vô lốc nó mới nhảy mà. Ừ đúng rồi, đụng vô lốc, lốc đất cái nhảy lên lớp cỏ. Gì mấy kia vậy, ở khúc đầu á, chết rồi. Giờ mình phải lấy gỗ đầu tiên anh em à. Mà mới khúc đầu khó quá, trời là sắp tối rồi. Ý, chim bay giống mình. Rồi xong. Đã có người mở đầu. Bay màu zombie đầu tiên. Anh đi nâng cấp luôn, ghê vậy. Tao nói thằng kinh nó ăn gian rồi. Mày nó biết speed run mà, quên hả? Nó ăn gian đi, nó ăn gian á. Nó ăn gian á. Tao biết nhưng về chế độ này lấy xẻn đầu tiên, xẻn là chân lý. Đúng rồi. Yeah, đâu rồi. Yeah, sống rồi, sống rồi, vô lốc đá rồi. Thời kỳ đồ đá, vô hang là auto sống mà. Quay, quay, coi chừng có quái vật nha. Chưa đâu chế độ khó đó. Thấy chưa, tôi nói rồi, đừng đụng lốc đất. Xài lốc đất là auto mọc cỏ. Xanh chín liền, xanh chín liền. Tối nay luôn rồi. Đặt mà nó có liền luôn á ba, mày đặt cái nó có liền luôn á, nó gọi là hiếm. Hồi nãy đó. Cái pha tôi chết đó. Mấy này xanh chín nhanh quá anh em à. Còn mình thì mình nên biết mình nên làm gì đúng không? À, anh Tài không bao giờ đi mấy khu gần đây đâu. Kim cương chứ gì. À, dở rồi. Mình hạn chế đánh nhau anh em ơi. Zombie game mình có thể lắc nhưng mà zombie game mình không hề gà nha. Được cái gáy á, gáy tốt quá, gáy tốt quá. Tặng cho phiếu gáy tốt nè. Ờ, tao đây chuẩn bị xây chè tị nạn nè, có ai muốn tham gia không? Qua tham gia đặt lóc cỏ nhà mày á. Mày mở đi, mày mở. Tao qua tao đặt lóc cỏ nhà mày nè. Ôi không có mày mại thì đặt lóc cỏ hộ. Mày không hiểu hả? Vậy là mày quên rồi. Tao dẫn tao dẫn đất từ từ vô, tao đặt đất ở ngoài cỏ nó đi từ từ vô mà. Anh em cái này nâng cấp hết rồi. Anh em mình hơn á. Giờ mấy giờ đây có mình đang ở đá nè. Anh đang ở dưới đá nè. Ánh sáng. What? Zombie Khang Minh đã rời trò chơi. Anh ơi. Đừng quên mấy con quái nó sống sót được nha. Không muốn đổi trò chung với thay ma. Zombie với mấy con quái nó sống được á. Còn mình sống không được đâu. Đã chụp đây vậy còn chơi khó nữa chứ. Tao muốn tố cáo với mấy con zombie. Tại sao tao có là zombie mà không sống được. Tài đang tìm kim cương cắt của bạn anh em à. Anh Tài không hề ăn gian. Để xem coi ở đâu này. Ai xui rồi anh em ơi, vì đây không phải là biển, trên kia nó không, ở đây không có làng luôn, cũng không có tàu đắm gì hết. Rồi phải đi mai rồi. Em thấy có kênh của đứa nào đó, để em xuống giảng hoài đi. Vậy, mày thấy tên tao vô giảng hoài nữa hả? Là giảng hoài nữa hả? Tôi nghi hoài lắm, tôi nghi dính gì hoài lắm. À rồi, thấy cái gì đây anh em. Trời ơi trời, thương anh Toàn rồi. Sau 300 năm thì zombie mình đã tham gia lại trò chơi. Nhưng mà hiện tại thì tao còn đúng cái nịt. Rồi xong. Bị giết bởi thay ma. Cái quay lại còn đúng cái nịt rồi. Nó trên kia được mọi người ơi. Hy vọng là anh em mình sẽ sống qua đợt này. Không té nha, không té nha. Mình muốn trời sáng mình bắt cua cho dễ chứ. Tối quá, không thấy cái quần gì hết. Ê, trời ơi, má ơi. Trời ơi, tao lọt trên khỏi cỏ. Mau chọn anh Toàn chơi đâu. Gì mà, tìm kim cương là thắng. Chú em mong tôi chết lại sao. Anh bạn mẹ đất thô đúng không? Lại ta sẽ kiếm đi direct. Trời ơi, vãi lời nguyền biến mất. Sao lại như vậy? Kinh. Kinh em chết hoài với cái gì vậy? Kiểu. Tao cay tê à. Trời sắp sáng rồi Kinh ơi, em bình tĩnh giùm anh cái em. Lúc cỏ chắc luôn. Em tôi nó chưa trải sự đời. Bạn là con nghe hết tiếng của mấy con gì ngập đó đen. Ừ anh cũng nghe nè, anh sợ quá. Rồi xong. Tiếng của mấy con nghiện ngập. Mày cái này nghiện ngập hả con trai? Tao không biết có đứa nào nghiện không, như tao thấy cái nó nghiện đứng trên đất cỏ đó. Thế bây giờ tao phải chờ sáng chứ. Chờ sáng camera tao lấy gỗ được. Tức là em đứng ngừng gốc cây mới tức nha. Anh này khá sâu trong gốc cây. Bây giờ mình cần thêm gỗ anh em ơi. Cái kèo này anh Toàn thua chắc. Ê chà, nãy giờ tụi không có lung được chứ. Thế mấy cây. Mình phải đập lốc cỏ xung quanh không. Em nó không cho nó spawn mấy cái lốc cỏ khác rồi. Lốc đất thành lốc cỏ anh em à. Rồi ok. Tên như đèn sống rồi. Nhưng mà anh Toàn ơi, còn nước thì nó vẫn biến thành lốc đất đấy. Không, có nước nó không biến thành lốc cỏ đâu. Không sao. Yên tâm. Trời ơi, trình độ anh Toàn mà. Ai coi chừng mày rớt cho mấy cái hang mà đừng gây bỏ hoang, cái này một cỏ dưới cái sân chính luôn. Yes, anh Toàn sống rồi. Vãi cả đấy ạ, đất ở dưới.
nhưng mà dưới này tối quá. Má ơi. À đây, than, đây rồi, than, đây rồi. Ôi xịt, thằng khủng bố rồi, cháy. Thằng khủng bố rồi, quý mơ. Mì này nó đang gào thét bên tai anh Toàn. Anh Toàn ghém mấy con đứa Zombie rồi. Anh em bị rồi. Có ba con Zombie nó lụm mẹ cái chỗ tùm mẹ cắp hình của em rồi. Mình phải tiết kiệm đuốc anh em à, mình phải tiết kiệm đuốc tại vì mình đang cần mấy này chết gọi vậy. Alo, hình như trời sắp sáng hả? Trời sáng rồi. Nghe tới lúc lên rồi. Cái này hết rồi. Full giáp vàng hả mày? Full giáp vàng hả? Mình có ủng vàng anh em à. Ba Toàn, em quá là kinh. Nó chết trước mặt em luôn. Nó cười em kìa kinh. Kinh, nó cười em kìa kinh. Đây rồi, cuối cùng cũng nung được. Yes. Mọi người ơi, khá là nhiều sắt nhưng mà chúng ta đang cần kim cương. Anh bạn này em có kiếm. À, tao không có mà, em không có kiếm. Hai bay đừng phạt nhau nha. Ê, biết không? Ông làm kiếm trước hay làm kiếm trước nhỉ? Tôi làm lại luôn, ngon rồi. Ủa anh bạn, cái đất là bạn mày có tính nào vậy? Em để cái đâu rồi, đừng tính ra, là chúng ta lóc cỏ bình thường đó bạn. Nhưng mà nó chỉ đổi màu, nó chỉ sơn màu xanh lên thôi à. Anh bạn à, anh bạn tôi anh bạn sống à. Giờ mình sẽ đào thẳng xuống và xuống tầng 11. Mình sẽ làm theo cái chiếc của bạn Phan đã từng chỉ mình. Cho tìm kim cương. Tao cần thêm gỗ để tao thực hiện cái trò của tao. Ôi. Rồi xong bay màu kinh. Ê kinh sao mày nhảy lóc cỏ gì mày? Để em kể cho anh, lúc đó em đang ép nằm anh ạ. Cái em nhìn lên trên trời em thấy một hàng khủng bố. Em sợ quá em chạy hẳn vô đó luôn. Đó là thói quen đúng không? Đó là thói quen. Mày chơi mà gắp đó giờ mày chạy lóc cỏ không à? Thấy rồi, đi thẳng quậy quậy tay phải. Đi thẳng tắm lắp của em tay phải nè. Em nghĩ là em sẽ chết bởi khối cỏ đâu mà em sẽ chết bởi lava. Và tầng này là tầng có nhiều lava. Trời ơi, kim cương người ta đào là thấy và tôi không thấy gì. Má chơi cái này chút nữa phá bom mìn đó anh. Hy vọng đào kim cương thấy, đào sắt thấy kim cương. Làm cái cúp mà tụi bay an toàn rồi. Bãi ra cái này, đi đây. Có hồi thắng mà, thoải mái đi. Có cúp lậu tụi thắng rồi. Bãi đạn đá đỏ luôn anh em à. Đi đây em vừa thì đá đỏ á. Em mày tập. Tôi vừa di chuyển ra bóc đất khác á thì cái lốc cũ của tao nó biến thành khối cỏ. Sợ không sợ, phải sợ chứ. Tao thấy sợ rồi đó. Rồi mình sẽ. Ủa rồi. Mình chỉ có như đây than thôi em mà. Không. Có gì mình chơi đuốc hết. Làm sao mày? Thùng mũ phân làm sao mày? Ê bạn, tôi không nói. Bạn chơi vậy là chết tôi. Mũ phân làm sao? Không, tôi không chỉ công thức đó. Tự mà mò đi. Đây cửa sập. Hy vọng là lần sau đá đỏ mình sẽ thấy được kim cương anh em à. Ôi cái của tôi. Không phải kim cương mà thấy sỏi anh em à. Đó chị. Ui, kim cương. Kim cương như là vàng. Ôi cái đi. Cuộc đời. Thằng kinh nó cay lắm rồi. Hồi bữa giờ mình đang đào mình thấy toàn kim cương sâu than không à. Mà hôm nay không thấy đâu ta. Cái thế giới đó bị nguyền rủa, thế giới bình thường. Ừ, thế giới kia đã bị nguyền rủa rồi, nguyền rủa bởi kim cương rồi. Còn đây nãy giờ không thấy đâu, tao thấy sắt gì đâu không à. Trời ơi, cái gì vậy, cảm thanh gì vậy? Ừ, tao đang ở dưới hàng một mình má ơi. Mấy hàng khủng bố ngay bên tay anh có cảm giác được anh. Đây nè, anh đâu đặt đuốc trên đường đâu, anh cầm một cây đuốc duy nhất còn để bắt đầu đuốc thôi. Trời ơi, sao lưng nó sẽ bòi nghe quái cái ông nội chạm kịp. Nghe tiếng là bàn. Bên này. Anh thấy coi mất cái răng chưa? Chứ tôi là tôi chưa mất rồi đó. Tao cũng chưa mất tại vì kiểu như mình không bị mất máu á. Có tiếng rơi. Rồi xong. Em cứ đi vào của em thật là vừa là. Ui, thấy hang rồi. Má ơi con chết. Con mấy quỷ kìa. Sao không được? Đậu xanh. Con quỷ Reaper. Này đúng nhiều sách luôn. Anh em ơi, Toàn là người chiến thắng. Yes. Win. Win. Anh Toàn là người chiến thắng. Ai biết vào. Uầy, em nhường thôi. Thôi. Toàn thắng rồi. Mẹ, cái con bay cả cái con chó sói à. Mẹ đang xin con chó sói nó đẩy bay đi vào. Ok, video mình sẽ dừng tại đây nha mọi người. Mọi người đừng quên ấn like, subscribe, share cho mình để mình có động lực để ra thêm thử thách sinh tồn. What the fuck man. Bây giờ thì mọi người có thể comment bên phía dưới bỏ phiếu ra và mọi người có thể comment là một thử thách sinh tồn nào đó như chẳng hạn như là thì chẳng hạn như là mấy cái lốc đá hay là nước này nọ chẳng hạn á mọi người. Mọi người có thể comment ở bên phía dưới nha, đợi mình xem. Ok, thì tôi đã quậy quá nên là mình làm cho lẹ. 150 like và 30 share, mình sẽ làm ngay hẳn tập tiếp theo của sự thử thách sinh tồn. Mọi người muốn mình làm thêm lốc nào tiếp theo, comment bên phía dưới. Mình sẽ làm cho mọi người luôn. Ok, xin chào lại mọi người ở trong phần Minecraft thử thách sinh tồn tiếp theo.